Cô che giấu bà mẹ chồng này suốt 30 năm qua Bây giờ còn nói với tôi một cách trơ tráo như vậy sao Con xin thề với trời con không có gì phải nhục nhã về chuyện này hết mẹ à Sao Bây giờ sự thật đã rành rành ra như vậy rồi Mà cô còn dám nói với tôi là con không cảm thấy nhục nhã một chút nào hết à Dạ phải thưa mẹ Xin mi cha có quê ở vùng Don Quân Xin mi cha sinh con gái rồi từ bỏ nó Đúng là có thật Sao Nhưng mà con thiệt sự không phải là xin mi cha đó cô nói cái gì hả tại vì con sợ là mẹ hiểu lầm con chính là người đó hiểu lầm con sinh con rồi bỏ con gái của mình lại vì bá cùng tuổi cùng tên thậm chí còn cùng một quê với con bởi vậy con mới phải thay đổi họ tên của mình thực sự con sao dễ ý của cô tức là ở quê cô còn có một người khác tên sinh mi cha cùng tên cùng tuổi với cô à suốt ba mươi năm nay con luôn coi mẹ như là mẹ ruột của con sao mẹ lại đối xử với con như vậy? giả lại không phải mẹ đã nói là mẹ luôn luôn yêu thương con như là con gái ruột của mẹ sao? sao mẹ lại hiểu lầm con là dạng phụ nữ đó được chứ? còn xấu xa tới như vậy sao? trời ơi đúng thiệt là Ôi ừ, nè nè mẹ mẹ sớt hơn mẹ sớt hơn vậy là sao chứ con nấu cơm xong rồi mẹ mẹ định ra ngoài hả mẹ chồng cô đi đâu vậy? chuyện đó em cũng không biết nữa chị. Từ khi kiềm làm việc kiểu gì vậy hả? Bây giờ lòi ra ở Đông ngôn còn có một sinh mi cha khác nữa. Mau lên đi xác nhận lại đi. Ê trời. Bộ có chuyện gì hả? Sao tối rồi bà còn tới đây tìm tôi vậy? Lập tức liên lạc với người từng đồng ý đóng giả làm xin mi cha ngay đi. Ờ, sao tự nhiên lại nhắc tới người đó? Chủ tịch đã bắt đầu điều tra về tôi rồi. Chỉ cần bà tự nhận đó là quá khứ của bà là được. Chứ nếu không thì đừng nói là chức cao mà ngay cả công sức 30 năm đều sẽ tan biến hết đó. Bây giờ bà đang trốn nợ, tạm thời trốn đi chỗ khác rồi. Nhưng mà tôi nhất định sẽ tìm ra cho bà. À. Chúng ta đâu có lý do gì phải trốn họ Bây giờ đã khuya rồi Hai người còn ở đây họp hành chuyện gì sao Hợp hành cái gì chứ Tôi chỉ thấy ổng từ chức vì chuyện của Sơ Khên Nên kêu ổng đi tìm kiếm tài liệu thôi Như vậy thì có gì là không đúng hả công ty không có ai tìm kiếm tài liệu hay sao sao phải kêu tổ trưởng chi đi tìm chứ bà tưởng nói vậy tôi sẽ tin hay sao hả cô tin hay không đó là quyền của cô tổ trưởng chi à chuyện tôi nhờ ông đi tìm ông tranh thủ tìm sớm cho tôi ờ dạ tôi biết rồi giám đốc Ờ sao rồi? Cậu điều tra chưa? Dòng quân vẫn còn một người tên Cha sinh năm 1962. Tôi xin lỗi. Trời ơi sao lại như vậy? Cậu chắc rồi đó hả? Dạ. Tôi thành thật xin lỗi. À, à. Lần này phạm phải cái lỗi rất lớn đó cậu có biết không? Tôi thật sự không biết phải nói gì hơn. À, tôi không nghe nữa. Ê! Oh, trời đúng thiệt là, Ê, sao lại như vậy số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mẹ không chịu nghe máy mẹ đi đâu rồi ta nói à, à. à. sơ hơn à mẹ con vẫn không nghe điện thoại sao Dạ à, còn để lại tin nhắn chưa Ê trời, không biết có xảy ra chuyện gì không đây nữa. Chắc là không có chuyện gì đâu, bà cũng đừng quá lo lắng. Làm sao mà không lo cho được chứ. Ê, đừng đứng ở đây nữa. Con cứ tiếp tục gọi thử coi sao nha. Dạ con biết rồi, con sẽ gửi tin nhắn lần nữa. À. Ít ra mẹ cũng phải cho con biết mẹ ở đâu chứ Bà nội lo cho mẹ tới nỗi không ngủ được kìa Nếu bà không muốn ăn cơm thì hãy ăn chút cháo trắng đi bà Chưa có tình của mẹ cô sao dạ nhưng mà có chuyện gì vậy bà ơi ở nhà xảy ra chuyện lớn gì mà mẹ con lại đi cả đêm không về nhà vậy bà tất cả là tại tu hồ đồ à, sao lại đi nghi ngờ con dâu của mình chứ thật ra bà đã làm chuyện gì với mẹ con vậy cô đừng có hỏi đi ra ngoài đi Xu Quân à, sao con không hỏi thăm mẹ? Có chuyện gì hay là không? Bởi vì tôi thấy không cần thiết phải hỏi. Tại vì mẹ may mắn nên mới không có chuyện gì. Xém chút nữa bị chủ tịch phát hiện ra con rồi. Mong là sau này bà sẽ không gặp chuyện gì chỉ vì sự tồn tại của tôi. Nhìn vẻ mặt đó của con thì hình như. Con không có lo gì cho mẹ Không lẽ Dù mẹ hay là em trai con Có xảy ra chuyện gì Thì con cũng không sao hả Sao có chuyện đó được chứ Tôi rất mong bà với sức hơn Có thể sống một cách thật tốt đẹp Chính vì vậy tôi cũng Tôi cũng rất muốn giúp hai người che dấu Và xóa sạch những bí mật đen tối không dám cho ai biết Bí mật đen tối Thứ nhất Là lỗi của sớt hơn cần phải được sửa chữa trước nếu giám đốc xin cần phải chịu trách nhiệm thì bà cũng nên chịu trách nhiệm đi còn nói vậy là sao mẹ chịu trách nhiệm cái gì đừng nói là con cũng muốn lôi mẹ vô trong vụ gây tai nạn cho chăng hên gu không phải là tôi lôi bà vô đâu mà nếu như là bà làm sai thì bà cần phải trả giá thật thích đáng Gì đây? Lúc trước thì nó muốn đưa em trai của nó vô tù ngồi. Bây giờ tới lượt mình hả? Wow! tưởng quá đi con đang lo không biết nấu cơm sáng làm sao đây cảm ơn chú nha tổ trưởng chi trời ơi đừng có nhắm mắt nhắm mũi cảm ơn người ta hoài vậy mau nghĩ tới chuyện nấu cơm sáng đi mẹ này thiệt tình á trên đời có bao nhiêu là món ngon mà sao cứ phải ăn đồ ăn do con nấu gì vậy <laughs> ờ, thôi 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 mọi người ăn đi nguội bây giờ ha? dạ 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 à. ngon quá ừ. Trời ừ. Cái ông này sao ông còn nấu cơm cho nhà tôi hả có phải ông bỏ thuốc gì vô đồ ăn rồi không? Ừ, cậu 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 cơn buồn thật ra cậu đang nói gì vậy buông tôi ra đi. Ô, trời ơi con sao vậy hả? Nè 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 chú đã có lòng tốt ừ, nấu mình ăn mà làm gì vậy buông ra đi. Cái thằng này ừ, Ở, trời... đúng thiệt là lương tâm của ông á nó đã bị chó thả đi mất không chừa một miếng nào hết. Làm người sao mà mặt dày dữ gì không biết nữa. Ui. Nè, nó nói gì vậy con? Bộ bữa nay cái thằng nó uống lộn thuốc rồi hả? Sao sáng nay nó lạ quá vậy? Con cũng đâu có biết đâu Chú, chú có sao không vậy? Ờ, à, không sao Đúng là ghét ông quá rồi mà Tới chừng nào mới hết nhìn thấy cái bản mặt giả tạo đó Chừng nào mới trừng phạt nữa ổng đây trời Ui. alo là tôi đây tôi thật sự chịu hết nổi rồi nha chính đi sao vậy bộ có chuyện gì hả tôi chịu hết nổi cái cảnh sáng sớm gặp ông chi bây giờ máu tôi sâu tới đầu rồi đây nè rồi đây nè lòng ngực của tôi á như muốn nổ tung luôn muốn làm cái gì cũng không làm được hết trơn á Trời ơi, giận tím mặt luôn Phải nhịn tới chừng nào thì mới tống cổ ông già nhà... đó ra khỏi nhà được Đúng ra thì tối hôm nay Tôi định hẹn sớt hên với lại ông ấy Ra gặp nhau để nói rõ Ba người gặp hả? Anh chàng cần ngu Thêm xong sớt hên Tổ trưởng chi? Về phần của sách hên Tôi sẽ đưa cậu ấy tới Còn anh thì Anh phải nghĩ cách đưa tổ trưởng chi tới Nếu như tôi kêu ổng đi Ổng sẽ không ngoan ngoãn tới đâu À được Tôi biết rồi Tối nay tôi với ông đi làm vài ly nha. À, Uống rượu hả? Với tôi sao? Thì dù gì, hai chúng ta cũng đâu thể cứ giả điên như vậy hoài được. Bởi vậy tối hôm nay, cứ gặp nhau môi hết ruột hết gan ra mà nói. Tối nay đúng 7 giờ, chúng ta gặp nhau ở nhà nghe. Thật ra cậu làm gì kiểu gì vậy hả? Hả? Đem cái tin không đáng tin cậy tới báo cáo với tôi. Cả đời của cậu chưa từng có sơ sót. Mà tại sao lần này phạm ngay lỗi lớn, báo cho tôi biết tin không chính xác như vậy? Lần này, tôi thật sự không còn gì để nói. Tôi sẽ đi điều tra thêm lần nữa. Ây trời ơi, không cần nữa. Nước đã đổ đi rồi thì khó mà hốt lại được. Ây, tôi không muốn thấy cậu nữa. Cậu đi về đi. ơi trời ơi đúng là mình bị mờ mắt rồi ha già rồi trải qua biết bao nhiêu chuyện mà lại bị một tờ giấy đồng ý cho con nuôi lường gạt Ai, một đứa con dâu mình đã tin tưởng ba mươi năm giờ lại nghĩ nó là tội phạm làm sao bây giờ Ai, sao rồi bây giờ liên lạc được chưa hả Ờ à? ở công ty mẹ con đang làm việc ở công ty vậy sao mẹ vẫn làm việc bình thường không có việc khác lạ hết bà cũng đừng lo lắng quá nha <laughs> được rồi vậy để một lát nữa bà sẽ tới công ty xin lỗi mẹ con con cứ kêu mẹ con chờ bà ở công ty đi nội không cần tới đây tối nay về tới nhà một lát nữa bà nội sẽ tới công ty đó mẹ bà con sẽ tới hả dạ bà nội tới đây để xin lỗi với mẹ đó mẹ à Đúng ra để mẹ tới tìm con mới phải. Con buồn lắm có phải không? Trả đêm không gọi điện lại cho mẹ. Con có biết mẹ lo lắng lắm hay không hả? Dạ con xin lỗi mẹ. Con chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Không ngờ ngồi một hồi thì quên mất thời gian. À, mẹ xin lỗi con mà. Mẹ thật sự xin lỗi con. Lần này mẹ không biết nói gì hơn nữa. Dạ không sao đâu mẹ. Con cũng đã tự kiểm điểm lại. Con cũng có lỗi mà mẹ. Không phải. Trong suốt 30 năm nay, con là người sống khổ sở tới mức nào rõ ràng mẹ hiểu hơn ai hết. Vậy mà mẹ lại nghi ngờ con. Chắc mẹ bị ma nhập rồi. Chắc là tại vì mẹ sống trên thế gian này quá lâu rồi à, dạ không phải đâu mẹ à nếu như mẹ không khỏe hay là có bề gì con 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 sống không nổi đâu mà mẹ à, từ trước tới bây giờ mẹ giống như là mẹ ruột của con vậy cũng như là chồng con con cũng được sau này cho dù có ai đó nói gì mẹ cũng chỉ tin lời con thôi nhưng bây giờ mẹ làm con mẹ làm con đau lòng tới như vậy. Mẹ phải chuộc tội sao đây chứ? Còn lại về đây chi nữa vậy? tại vì con rất muốn biết bà nội với mẹ chồng của con đang xảy ra chuyện gì mẹ biết đúng không mẹ bây giờ mẹ chồng của con á không có sao chứ sao mà không sao được hôm qua gọi hoài không nghe máy đi cả đêm không về nhà rồi tới hôm nay con cũng không hiểu sao bà nội chẳng những không mắng mẹ chồng con mà còn xin lỗi mẹ chồng con nữa đó mẹ sao xin lỗi à Mẹ à Thật ra có chuyện gì vậy Con đó là con dâu nhà họ rồi Mấy chuyện đó con cũng nên biết chứ mẹ Đợi tới lúc đó đi rồi con sẽ biết Giờ biết sớm cũng không có ích gì đâu Bây giờ mẹ đi giao thức ăn Con ở đây coi tìm một lát đi Mẹ à Hả gì đây Ê... Hôm qua đã về rồi Hôm nay lại về nữa Coi bộ nhà mẹ chồng con á, Bị trúng bơm thiệt rồi Ê... À Phải rồi Chủ tịch chơi không có chuyện gì chứ con Ê... Con dâu yêu quý Mà bây giờ chủ tịch mới phát hiện ra có con riêng Đã vậy còn là chị hai của con nữa chứ Ê... Chắc là bả lên tăng sông máu xỉu quá Đau quân à ôi trời, ơi, ôi trời Con bị sao vậy Con con có sao không hả Dì Hi Xúc Hồi nãy Dì mới nói gì vậy Ai là Ai là con gái của ai Vậy Vậy, vậy con vẫn chưa biết chuyện gì hả Ôi trời ơi chết rồi Trời ơi. trời ơi chị hai con là con gái của mẹ chồng con sao có thiệt là vậy không À, à, à. à không phải ờ à, thiệt ra uh, chuyện đó <laughs> chị Hi xúc chị nói cho con biết đi có thiệt là chị con là con gái của mẹ chồng con không <laughs> thì chị hai của con là con gái của mẹ chồng con cũng có nghĩa là chồng của con chính là em cùng mẹ khác cha của chị con đó sao lại như vậy sao lại có chuyện này được chứ da quên à Sắc mặt của con sao vậy? Có chuyện gì? Mẹ à, có phải chồng của con chính là em cùng mẹ khác cha của chị hai không? Chuyện đó sao con biết được? Mẹ đất gù đúng thiệt là... Tại sao không nói cho con biết sớm chứ? Mẹ phải nói cho con biết sớm chứ mẹ. À, con đừng quá tức giận. Nghe mẹ nói đi đau quên à. Mẹ không muốn con làm mẹ đơn thân. Bởi vì không nói thật cho con biết. Mẹ à... <laughs> Mẹ xin lỗi con đa à. <laughs> Đây là lần đầu tiên trong đời bả qua đêm bên ngoài mà không nói với bà nội Chắc chắn không phải là chuyện nhỏ à, Cũng đúng lúc thiệt Tôi đang định qua tìm bà đi Nội trong vòng tuần này Con phải ra khỏi công ty Tôi biết rồi Trước khi đi Tôi phải cản Hansel Won tham gia cuộc thi nếu như thành công thì quá tốt Hôm qua Đã xảy ra chuyện gì vậy Con không cần bận tâm mấy chuyện này đâu Mau nghĩ cách để cản Han Seo Won đi thi Vậy thì tốt hơn Làm như vậy Chức phó tổng giám đốc đó Mới là của con chứ Làm như bà đã là tổng giám đốc rồi Han Su Won Han Su Won Phải Đừng nghĩ chuyện gì khác nữa Phải đá Han Su Won trước cái đã Chị ăn trưa rồi hả chị? À, chị giám đốc ơi, Nhà hàng ở trước cửa công ty mình có bán món bít tết rau mặn của cô Su Won á Chị ăn thử chưa dạ? Món bít tết của Han Su Won đã được bán rồi hả? Dạ Cô Su Won lớn chuyện rồi Món bít tết rau mặn đã được bán rồi Dạ Anh nói món bít tết rau mặn đã được bán Phải Một nhà hàng ở trước công ty của mình đang giới thiệu món mới Chính là món bít tết rau mặn Hôm qua những người tới ăn đều nói mùi vị của món đó rất ngon. Ôi trời, món bít tết rau mặn đó không phải là món để cho cô Quân tham gia cuộc thi ẩm thực sao? Theo như tôi thấy, sau khi lên TV thì bị họ ăn cắp rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta có nên qua đó coi thử trước không hả? <laughs> Đúng ra chúng ta phải mời cô Han Quân qua ăn mới phải. Chuẩn bị cho cuộc thi tới đâu rồi? Chỗ này đang bán bít tết rau mặn. Theo như công thức mà cô Hansel Won đã nói trên TV thì giống 100%. Cô có muốn ăn thử không? Giờ tính sao đây? Cái món mà người ta đã bỏ tiền để mua làm sao đi thi được? Tôi thì thấy không được đâu. Vậy hả? Có thiệt vậy không con? <laughs> Coi bộ mọi chuyện dễ hơn mẹ tưởng rất nhiều Nếu vậy thì Han Su Won cũng không thể đi thi chứ gì Bây giờ cái món đó đã có người bán ra rồi Đâu thể đem đi thi được Bà nghĩ Trong vòng ba ngày mà phải nghĩ ra một món khác để đem đi thi Han Su Won có cái khả năng đó không? <laughs> vậy là ông trời cũng đang giúp đỡ mình <laughs> alo ừ, giám đốc à bà xin mi cha bị mất hẳn tin tức luôn rồi tôi biết rồi chuyện cụ thể gặp mặt nói sau. sau khi tan sở tôi sẽ tới tìm ông dạ tôi biết rồi à, ai vậy hả hình như tại có tôi biết vậy tôi ra ngoài sớm rồi ừ? Ừ. không có gì đâu con <laughs> Ngay cả phong cách cũng giống luôn Không lẽ mình bỏ cuộc thi lần này hả? Bây giờ chỉ còn 3 ngày nữa là phải đưa ra món mới rồi Chị à, bữa giờ chị có nghĩ tới món nào khác hay không? Theo như anh thấy Phải đưa cỏ ngọt vào Để thay đổi công thức món ăn mới được Chỉ thêm vào gia vị như cỏ ngọt thì cũng không đủ đâu anh à Mặc dù cũng cùng là món bít tết ra mặn Nhưng nếu mình khoác cho nó một lớp áo khác thì có thể thay đổi được diện mạo của nó. Áo khoác hả? Ý của em là gì? Nói cụ thể xem. Em từng coi một chương trình phát sóng ở bên Mỹ rồi, mặc dù cùng là món thịt nướng, nhưng mình có thể dùng lớp bánh mỏng gói thành món mới, cũng có thể dùng cơm cháy thay bánh mì làm hamburger. Vậy thì mình phải nghiên cứu một phương pháp bít tết rau mặn khác để thay cho cách cũ, chỉ còn lại có 3 ngày thôi, có nghĩ ra kệ hay không đây? Vẫn còn 3 ngày lận mà. Chỉ cần chúng ta cùng nhau nghiên cứu ra một phương pháp mới để tạo ra lớp áo ảo thuật này là được phải vậy chúng ta sẽ cùng cố gắng tới cùng nếu như em có cần giúp đỡ thì cứ nói em cũng tham gia luôn được lớp áo có thể khiến bít tết ra mặn thêm nét đặc biệt nhất định sẽ được chế ra trong vòng ba ngày ừ nè khoan đã Tối nay lúc 7 giờ cậu có rảnh không? Tôi định hẹn cậu gặp nhau ở Đốc Sơn đâu Tôi biết là cậu sẽ tự thú. Nhưng mà dù sao thì trước khi cậu tự thú, thì chúng ta cũng cần phải nói chuyện rõ ràng về vụ tai nạn của Hân Vu hôm đó. Dạ tôi biết rồi. Sau khi tan sở tôi sẽ tới. Được rồi. Về chút nữa gặp. Mọi người tới trễ quá vậy Nhưng mà tổ trưởng Chi có chịu gặp mặt hay không Anh cũng không biết nữa Anh nói là muốn uống rượu với ổng Ông nói ông sẽ đi gần đây Chờ đủ người á rồi gọi cho ổng Dạ Sao thêm em đập nhanh quá vậy không biết Thấy hồi hộp Em cứ tưởng đâu tổ trưởng Chi là người tốt chứ Lúc đó thằng Hên Vua nói nhìn thấy tổ trưởng Chi đúng ra anh nên tin nó ngay nếu bắt được hung thủ trước khi nó qua đời á thì nó ra đi cũng được yên lòng một chút à. ủa bà xã ờ à, mẹ đi đâu rồi hả anh ờ à, em tìm mẹ làm chi vậy mẹ trên tầng hai á à tại em định nhuộm tóc cho mẹ mà hồi sáng này em thấy trên đầu mẹ tóc bạc có hơi nhiều đó anh <laughs> trời ơi trời cái này nặng mùi cứ kêu mẹ tới tiệm tóc được rồi anh nói vậy là sao hả ông xã anh nhìn đi nè anh biết em làm cái này tốn bao nhiêu là công sức hay không hả sao mà anh dám lấy vợ anh ra để so sánh với mấy người thích ra tiệm làm tóc đó chứ bà xã yêu cảm ơn em <cười> <cười> mẹ trên lầu hai hả anh <cười> <cười> em sao vậy su so <laughs> Anh hai ơi, găng, găng tay. Găng tay thì sao chứ? Em nhớ tổ trưởng chị lúc đó, lúc ở phòng bệnh nặng có đeo thêm găng tay đó anh. Hôm anh hân u mất, em nhìn thấy tổ trưởng chị hốt quảng, chạy ra khỏi phòng của ảnh. Em nhớ rất rõ ràng, lúc đó ổng đang đeo găng tay làm phẫu thuật. Đúng rồi, anh, à, anh cũng thấy... Lúc đó, mặc dù mọi việc đang rất rối, nhưng mà anh nhìn rất rõ. Cái, cái, cái hôm đó, lúc anh hớt hải chạy vô phòng bệnh nặng, anh có đụng mặt tổ trưởng chi. Lúc đó rõ ràng ông có đeo găng tay. Ông đâu phải là bác sĩ. Sao lại đeo găng tay từ phòng bệnh nặng đi ra được chứ? Không lẽ... <laughs> Cái bà Shinmicha cha đó Dù gì cũng là dạng người có đồng tiền hơn tính mạng Không bao lâu nữa sẽ liên lạc được thôi Không bao lâu cái gì chứ Không còn thời gian nữa rồi Phải nghĩ mọi cách moi bả ra cho tôi ngay Tôi không đợi được lâu hơn nữa đâu à, Nhưng mà chồng của bà thì tôi có số điện thoại Vậy hả Vậy thì bây giờ lập tức gọi điện cho chồng của bà ngay đi Cuốn sổ điện thoại tôi để ở trong phòng ngủ không có đem theo Bây giờ tôi sẽ lên lấy liền anh nói vậy là sao tổ trưởng chi có ý định giết chết tôi phó trang hả nếu không phải là như vậy thì cái hôm mà hân quu chết tại sao tổ trưởng chi ra khỏi phòng bệnh mà lại còn đeo găng tay y tế là sao mà tổ trưởng chi cũng không giữ tang lễ của anh hân Vu. sau khi ảnh tỉnh lại tổ trưởng chi cái canh chừng trong phòng bệnh của ảnh nói tóm lại là nếu như tổ trưởng chi muốn gây bất lợi cho hân Vu nhà tôi thì người sai ông làm không ai khác ngoài giám đốc Sinheran Không có chuyện đó được đâu Ý anh muốn nói là Mẹ là chủ mưu muốn giết chết tổ phó Trang hay sao Tôi cũng không muốn nghĩ như vậy đâu Mặc dù tổ trưởng gì Đúng thật là người làm việc cho giám đốc Sinheran Nhưng nếu nói giám đốc Sin làm chuyện nguy hại tới tính mạng của người khác thì Tôi cũng thật sự không muốn tin đâu Ờ À, cậu nói uống rượu với tôi Sao có cậu xuất hơn nữa vậy Chi Sang Kinh Có đúng là ông đã Bây giờ đương sự cũng đã tới rồi Chúng ta có thể đích thân hỏi chuyện rồi ha Có phải mẹ của tôi Kêu chú đi giết tổ phó Trang hay không Ờ à, tự nhiên à, Sao cậu hỏi tôi cái chuyện gì lạ vậy Tôi nghe không có hiểu gì hết trơn Lúc đó tôi thấy chú đeo găng tay y tế hớt hải chạy ra khỏi phòng bệnh của anh Hân quân mà <laughs> trời ơi đúng thiệt tình à mấy cô mấy cậu nói cái gì tôi không có hiểu gì hết trơn ông còn định chối Ôi, hả ơi. hôm thằng Hân Vu mất tôi thấy ông đeo găng tay y tế bước ra khỏi phòng bệnh của thằng Hân quân mà ờ ờ à cậu cậu nói gì vậy tôi không hiểu cậu đang nói gì vậy chú trả lời đi chứ có đúng như vậy không mẹ của tôi sao chú đi giết tranh hơn ngu đúng không mấy người này thiệt tình rốt cuộc thì mấy người coi tôi là cái gì chứ giết người hả chứng cứ đâu mấy người mấy người có chứng cứ hay không hả tôi đã tới bệnh viện kiểm tra camera rồi bây giờ ông hãy chuẩn bị chờ cảnh sát điều tra đi à, để quên điện thoại trên xe rồi để quay lại lấy à, mau vào trong đi mọi chuyện vẫn chưa nói xong đâu ờ chuyện đó tôi tôi đúng là hung thủ rồi đứng lại, đứng lại tôi lại <laughs> tôi Tên <laughs> giết người, đứng lại cho tôi <laughs> Giết người hả?